Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Bưu Đinh. Nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một bản mốt mới. Đây là bản mốt thì nó không phải là mới, bản mốt này thì cách đây khá là lâu rồi. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang chơi một cái bản mốt khá căng thẳng nên bây giờ tôi mới muốn quay về cái bản mốt nó dễ dàng hơn, chi tiết hơn cho chúng ta bắt đầu lại. Để chúng ta học hỏi Minecraft mod từ đầu. Ở đây một cái bản mod khá là đơn giản cho chúng ta học hỏi vì nó sẽ khá là chi tiết tất cả những cái thứ cho chúng ta cộng thêm với sự kết hợp đó chúng ta được chơi ở trên Sky Block hay còn gọi là trên không trung anh em. Đây, ở phía dưới là The Void là điểm vô cực. Chúng ta rơi xuống này sẽ hy sinh. Và hình như ở trong bản mod này chúng ta chỉ có 3 mạng thôi anh em. Sẽ cố gắng là chúng ta không bị hạ gục. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bản mốt Escarian Sky 2. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái gì đây? Chúng ta có thể đọc ở bên trong phần quét này ha. Bắt đầu lại từ con số 0. Quét chúng ta có Learn to Sky Block. Ok. Bước đầu tiên. Bước đầu tiên để chúng ta hiểu là sao để làm quét này. À, trước tiên tôi set up lại cái nút đó. Cái nút control và nút shift thì tôi dùng hơi khác so với mặc định. Sprint này. Spin. Còn nút sprint là chạy này, tôi sẽ chuyển thành shift. Control. Không phải. Còn nút ship nó là cái nút nào nhỉ? Sprint pick block là chuột 3. Để tôi xem nào. Chạy à, lúc nào lúc ngồi ta pick sprint you kin binder đây là nút control đúng rồi invent sort create vào thì chúng ta sẽ điều chỉnh một chút đây snick đây ok. Tôi xếp lại snick sao let's ship add control sao lại không ngồi nhỉ tôi đang để ngồi để tôi xem cái block nào nó hai ô tôi test phát. À vậy nó trùng với một cái nút nào đấy rồi anh em ạ. Đây đúng không? Đây rồi. Chúng ta sẽ có một cái nút ngồi để di chuyển những cái khu vực này nó đỡ bị rớt xuống này anh em ạ. Đấy, chúng ta ra rìa chúng ta muốn xây dựng chẳng hạn. Để nó đỡ bị rớt xuống. Đó, giờ an toàn hơn rất nhiều rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì bất cứ bản mốt nào cũng bắt đầu từ cái cây thôi và cái này có đứng lên ngồi xuống để tăng cấp được không? À quên cây lớn đâu có vẻ như không rồi rồi ta sẽ vào đây tôi đọc một chút đây là một vài cái hướng dẫn ban đầu chúng ta bắt đầu quét nó sẽ có một vài ký hiệu đặc biệt, thí dụ như retrieval này là cái nó sẽ lấy vật phẩm ở trong kho chúng ta đi, nó xác nhận nhiệm vụ. Đó, chúng ta còn có phần crafting này chẳng hạn, thì nó sẽ là phần yêu cầu chúng ta chế tạo mà không lấy đi cái phần vật phẩm chúng ta. Đó, đây sẽ là những cái phần thưởng chúng ta chắc chắn được nhận. Và tiếp theo là phần thưởng mà chúng ta được chọn
chọn một trong hai hoặc là một trong ba gì đấy. Ok, ta sẽ bắt đầu bằng một cái cây. Ok, rất lâu nó mới lớn được ạ. Getting wood. Đây cái achievement của Minecraft Vanilla thôi. Chúng ta những anh em nào mà muốn bắt đầu Minecraft thì anh em nên chơi cái bản bốt nó cơ bản như thế này này. Và update mới thì có vẻ như là cái phát lít thì cây. Khi mà tôi đập hết phần gỗ này, lá tự rụng xuống, đấy là cái cập nhật mới anh em ạ. Tôi nhớ trước đây tôi chơi thì nó sẽ không có đâu. Chúng ta sẽ phải chờ rất lâu để cho cái cây nó có thể để rụng hết lá đi, hoặc là chúng ta sẽ phải tự tay chúng ta đập. Thế nó rất mất thời gian. Rồi. Đọc lại quét thì chúng ta đã có này, xác nhận ở trong kho chúng ta là có một phần út là được. Tiếp theo là chế tạo plank. Cái này thì chắc là hướng dẫn cơ bản thôi. Đó. Nhận một cái pickaxe hoặc là một cái chảo. Tôi không biết là chảo để làm cái gì. Cái bên trên ha, trước ha. Thì chúng ta sẽ có Reinforce cấp độ 2. Thì cho anh em nào chưa biết thì Reinforce nó sẽ tăng độ bền, à không, chính xác là khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ giảm cái tỷ lệ chúng ta tiêu tốn độ bền. Đó. Reinforce ha. Còn là right table và right table led đấy, thì nó sẽ cho chúng ta khả năng thêm những cái modifier, hay còn gọi là thêm những cái tính năng mới cho cái cuốc chim. Còn cái này là touch, nó sẽ tăng cái độ bền là lên 1111 này. Và reinforce tức là giảm tỷ lệ tiêu hao độ bền khi sử dụng. Nên tôi nghĩ tôi chắc chọn pickaxe thôi. Chảo thằng này đâu cần đâu đúng không? Hoặc là chọn sau cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là có pickaxe sớm thì chúng ta vẫn phê hơn. Cây này thì cứ để nó tự lớn thôi. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo ha. Equipment. Chúng ta sẽ bắt đầu với tinker. Cho anh em nào chưa biết thì đây là những vật phẩm cơ bản nhất của tinker đây. Bắt đầu chúng ta cần chuẩn bị một vài cái block chế tạo và làm một vài cái công cụ cơ bản. Công cụ cơ bản đầu tiên với bốn gỗ chúng ta có bàn chế tạo đặt vào, chúng ta có crafting station của Tinker để trong nhà, để ngoài này. Tôi muốn để bên ngoài cho nó thoáng mát mà không biết là để bên nào cho nó dễ chịu. Như là đặt đây đi, ta sẽ làm thêm gỗ. Đây là phần tinh cơ, chúng ta sẽ làm dần dần ha. Tensile table, tensile table chúng ta sẽ cần plank pattern. Đây nó có cả cái phần hướng dẫn này cho chúng ta luôn này. Thì trước tiên chúng ta sẽ phải làm cái plank này trước ha. Plank này từ gỗ và stick. Thực ra những cái phần này thì tôi đã làm trước đây rồi. Để lại một cục này hai nha. Bốn cái trước. Tensile table. Cái bàn này thì sẽ chế tạo cho chúng ta những cái khuôn. Khi chúng ta vắt plank vào đây, chúng ta phải làm những cái khuôn. Tiếp theo tool station. Tinker cho dễ ha. Tinker ở đấy lại không hiện này.
Toolstation. Cần một cái bàn chế tạo và một cái plank. Plank pattern. Bên trên chúng ta sẽ có Toolstation. Toolstation là nơi mà chúng ta sẽ ghép những cái mảnh vào để thành một cái vật phẩm công cụ hoàn chỉnh. Đó, đấy là tác dụng của Toolstation ha. Tiếp theo là Pattern Chef và Path Builder. Pattern Chef nghe là biết cần cái chép rồi. Chúng ta đang thiếu gỗ. Lấy thêm ít gỗ đi. Cái này đập gỗ hơi chậm. Tôi sẽ làm bằng tay đi. Ở đây nó ghi ở Effect Tool là ách. Nếu chúng ta sử dụng những cái công cụ khác thì nó ngang nhau hết thôi. Đập tay không với lại cuốc chim nó cũng giống nhau. Mỗi cái là cuốc chim sẽ tiêu hao độ bền của chúng ta đi. Một sắp link. Wow, căng thế nhỉ. Không biết là có quái không nhỉ. Khu này hơi nhỏ nhỏ này, không biết nó có quái hay không. Ta cứ tiếp tục công việc thôi. Chép Plank Pattern. Chúng ta có Pattern Chép, như đúng cái tên của nó, để nơi để chứa những cái pattern này. Đó, tiếp theo là Path Builder. Chúng ta sẽ cần một gỗ và một cái tấm này. Đây là nơi chúng ta sử dụng những cái nguyên liệu để chế tạo những cái bộ phận từ những cái khuôn. Đó, thì tôi sẽ sắp xếp lại ha, cho nó đúng thứ tự của nó ha. Thì tôi nghe tiếng quái anh em ạ. Rồi, đã bắt đầu. À, hoàn thành nhiệm vụ chứ. Bắt đầu gì nữa. Chúng ta sẽ có Toolstation. Tiếp theo là Path Builder. Pattern Chef. Và Stencil Table. Đó. Ta sẽ đặt những cái tấm pattern vào đây. Chế tạo. Nhiệm vụ đầu tiên. Bên này chúng ta wooden axe head. Bắt đầu chế tạo rìu ha. Đó, bây giờ khuôn này là khuôn trống rỗng luôn, chưa có gì cả. Đây chúng ta chế tạo cái rìu bằng cách làm khuôn trước này. Đó, ta quăng vào đây. Khi mà chúng ta bấm vào Path Builder sẽ có luôn cái khuôn ở đây. Đó, anh em vất khuôn ở đây và vất nguyên liệu vào. Nó sẽ có những cái thông số bên này. Wooden. Một cái bộ phận đầu của cái rìu này. Xong nhiệm vụ. Ở đây chúng ta có thể chọn là sữa hoặc trứng. Trứng thì chúng ta sẽ có thể có gà. Còn milk bottle thì chưa biết là làm cái gì. Và chắc chắn là chúng ta đã có aluminum ore rồi, nhưng mà chưa cần anh em ạ. Tôi sẽ chế tạo cái rìu trước. Đây, chúng ta sẽ cần một cái stick. Hay nhờ. Stick thôi. Và chúng ta đã có một cái rìu bằng gỗ rồi. Đây sẽ hỗ trợ chúng ta khả năng chặt cây cho nhanh ha. Rồi, tiếp theo. Phần thưởng tôi nhận sau ha. Bên này chúng ta có hạ gục quái. Nhưng mà chưa. Chúng ta sẽ làm những cái nhiệm vụ gần gần trước anh em ạ. Quái thì chúng ta chưa. Chưa có vũ khí nữa. Đây, chúng ta sẽ có crook. Với cái nguyên liệu đầu tiên mà chúng ta nhận được chính là những cái phần gỗ. Bây giờ chúng ta cần thu thập những cái sợi chỉ
Nhưng mà chúng ta lại không có bất cứ con cừu hay là những cái cây tọa chỉ nào xung quanh đây cả. Nên là chúng ta cần làm những cái group group khi mà chúng ta sử dụng lên những cái lá cây ấy, chúng ta sẽ có tỷ lệ là bắt được những cái con tằm. Và khi mà chúng ta sử dụng tằm lên lá cây một lần nữa thì nó sẽ khiến cho những cái lá cây bị infect, hay còn gọi là nó sẽ răng tơ đấy anh em, nhả tơ những cái lá, rồi từ đó chúng ta sẽ thu hoạch những sợi chỉ. Hướng dẫn khá đầy đủ đấy, lý do vì sao tôi chơi bản mốt này đấy anh em ạ. Và cái group này càng thê nhỉ. Có cái nút gì để tôi xem có bản mốt Ignite Hello. À đây, Ignite Hello nó sẽ có một cái nút gì giúp chúng ta. Bấm nhầm. Gọi trùng mất một cái nút chuyển ngôn ngữ ở máy tôi rồi. Chưa con tằm mà cả. Ra ngoài này cẩn thận này. Rớt xuống cái này. Nát người. Dùng cái crook này thì không có một con tằm mà luôn anh em ạ. Đỉnh cao ấy. Là khi chúng ta dùng cây rìu lên dùng cây rìu lên cây đấy, tôi cảm giác nó còn chậm hơn cả durability, kinh nghiệm không có, mining speed có 0.5, chuẩn bị hỏng nữa. Khi chúng ta dùng lên cây này còn không không nhận được kinh nghiệm nữa rồi anh em ạ. Có vẻ như bản mốt này nó vẫn giữ nguyên cái trạng thái hồi trước, là khi mà chúng ta muốn lên cấp cho vũ khí hoặc là công cụ là chúng ta sẽ phải đánh quái. Duty có 3. Thôi cất đi, chúng ta sẽ dùng tay không. Để tôi xem lại có chính xác không. Sử dụng crook lên lá cây cho đến khi bạn tìm thấy siêu vuông. Chà, có vẻ như bản mốt này nó vẫn giữ nguyên cái tỷ lệ ra siêu vuông anh em ạ. Hồi trước tôi chơi cũng khắc nghiệt như này lắm, thì chúng ta vào không dễ dàng chúng ta có được con siêu vuông đâu. Nhưng mà khi chúng ta một khi đã có được con siêu vuông đấy, chúng ta sẽ rất dễ để kiếm con siêu vuông khác. Là anh em không cần phải lo khi mà chúng ta chưa kiếm được ở giai đoạn ban đầu, vì về sau chúng ta cũng sẽ kiếm được thôi. Tôi thấy cây này có vẻ đập nhanh hơn, đập bằng tay thì chậm hơn một chút. Anh em nào xem Quen Forever Stranded được anh em thấy có vẻ nó sẽ ra rất là nhiều cái phần gọi là con gì, con tằm đúng không? Nhưng bên này sẽ rất khó đấy anh em ạ. Chúng ta có Mon Group này. Chúng ta sắp hết bột xương rồi. Ta sẽ nghiền từ xương này, chế tạo Fracture Bone Power Dye 20% từ đất. Chà, căng đấy.
chúng ta chưa kiếm được con tằm nào luôn. Lá cây thì gọi là thoải mái luôn, thịt ga luôn, không có một con tằm nào, không có một con nào luôn anh em ạ. Sao có thể như thế nhỉ? Tôi xem, tôi đập ở phía bên trong. Ồ, đập bên trong nó lại. À đây rồi, có một con, có một con. Đó, nói chung là nhiệm vụ nó cũng không hề đơn giản đâu anh em ạ. Khá là căng thẳng đấy. Nhưng mà tầm 3 cây mà nó cho một con này là cũng ổn rồi. Cũng may nó cho anh em ạ. Nó không cho nữa thôi khóc hận cuộc đời luôn. Chúng ta đã có siêu warm này. Tiếp theo làm string. Như hướng dẫn thì tôi sẽ thay đổi một chút đi. Bên dưới là không có gì. Ui, lác lác lác. Tôi sẽ trồng thêm một cây ở bên trên này. Tôi có 3 miếng đất, 4 miếng đất. Tôi sẽ trồng thêm nhiều nhiều cây một chút. Có những cây nó tự động lớn này, chúng ta chế tạo cho nó dễ anh em ạ. 2 và nó phải ở những cái khu mà nó rộng rãi thoáng mát. Dễ thu hoạch. Ở đây khá đẹp này. Cục clay tôi đâu? Chúng ta sẽ trồng theo kiểu vừa làm đẹp vừa để clay. Đây là slab này. Chúng ta sẽ né né mấy cái slab ra, trồng hẳn đi những cái cục clay này. Khu này à? Khu này vẫn còn. Tôi nghĩ trồng thêm một cây đấy rất là đẹp này. Trong thời gian chúng ta đợi cây lớn. Đó, chúng ta sẽ có những cây khác. Tại vì bột xương đang rất là hiếm mà. Cây này chắc là cây chính để chúng ta làm nhiệm vụ này. Đó. Còn vào đây. Infected nó sẽ dần dần chuyển thành chỉ cho chúng ta thôi. Nó có hai cái ký hiệu, là một cái là kéo, còn cái còn lại là cái gì tôi không biết, nhìn có vẻ mới mới anh em ạ. Thật mới nhịn phê đấy. Thôi chờ được chỉ, chúng ta sẽ xem nội dung của nhiệm vụ bên này trước ha. Bên này thì sẽ hướng về mốt farm ha. Ở đây có nói là một vài bộ phận của những cái con quái hay là những gọi là những cái con mốp ấy, mốp và những cái sinh vật ở trong con game Minecraft này sẽ gọi là mốp hay nha. Đó, những cái bộ phận của chúng nó thì có thể sử dụng cho một vài cái công thức chế tạo hoặc là có thể là để ăn. Đang nói đến thịt thối đấy. Và để chúng ta có mốp xuất hiện thì chúng ta phải có một cái khu vực cách xa khu à, phải xây dựng một cái khu vực để cho nó xuất hiện. Và à, có một cái kiểu mốt đây nó gọi là tháp tháp quái cơ bản, chính là cao 27 block và có một cái độ hố ở giữa, nó sẽ giống với mốt pha có độ 2 bên Forever Stranded ha. Sẽ có cái dòng nước để đẩy những cái con quái rơi xuống.
và chúng ta sẽ hạ gục. Và chúng ta nên xây dựng những cái bức tường chắn lại những cái khu mà có những con quái xuất hiện. Chúng ta có rất nhiều cách để làm ra một cái mốt farm. Và chúng ta thậm chí còn có thể tự động. Đó là cái hướng dẫn. Chúng ta sẽ có được spawn cow, thêm được một máu. Có cái nồi để chế tạo. Cái này là mới này. Tôi chơi cái bản mốt này cách đây 6 năm. Thì nó sẽ chưa có post này như của Harvest Craft à, đấy là của Palm Harvest thì bạn, để tôi xem nào, post sẽ hơi lag để nó sớt bên này hay nha, Palm Harvest này là mới rồi anh em ạ, 6-7 năm trước tôi chơi chưa có cái post đấy đâu. Có rất nhiều cập nhật mới rồi. Đây, em có thể nhìn vào đây những cái lá mà infected này chúng ta có thể đập để ta lấy chỉ. Đó, đập lá bên trong cũng được mà. Nhưng mà tôi không biết đập bằng tay có được hay không. Ồ, không được anh em ạ. Phải đập bằng group. Thôi lấy một chỉ đã bác. À không, tôi sẽ kiếm nhiều hơn một chỉ. 97. Ta nên đập những cái ở bên ngoài trước ha. Ok, chưa lan ra. Ồ, lan bên trong trước anh em ạ. Này hơi nguy hiểm khi mà chúng ta đập những cái bên trong nó chưa kịp infect những cái khác. Thôi, cứ để đấy đã. Xong ha, chúng ta đã có sponsor. Ta một con cừu này. Vậy chúng ta có thể làm cái shear hay không? Shear. Tôi đang tìm kiếm cái út shear. Rồi, hay quá anh em ạ. Út shear. Thì chúng ta sẽ có thể cắt được lông con cừu. Mỗi tội là cái độ bền của nó sẽ không được tốt thôi. Lock. Cái này đặt trên slab nó mới đau. À không, chúng ta sẽ mở rộng đi. Dùng cái cục này chúng ta mở rộng. Bùm, sổ quá rộng luôn. Có chỗ đứng này tha hồ mà chúng ta đứng luôn. Chưa có cây nào nó lớn. Nó tự động lớn cả. Có vẻ thời gian để nó lớn cũng khá lâu đấy. Tôi sẽ nhận con cừu. Sau đó chọn sugarcane hoặc là seed. Sugarcane thì chúng ta có thể làm giấy này. Seed thì chúng ta sẽ có thể trồng lúa mì. Chà, nếu bây giờ chúng ta nhận, chúng ta sẽ phải chọn một trong hai đấy anh em ạ. Lúa mì thì chúng ta sẽ cần luôn. Để chúng ta làm đồ ăn. Và làm đồ ăn cho chúng ta và những con thú. Còn sugarcane thì chúng ta sẽ dùng để chế tạo ha. Gần xong rồi này, tôi nghĩ tôi sẽ đập bớt để kiếm string. Mình phép thật hết rồi này. Mấy cái này từ từ. Nó cũng khá là nhanh ấy. Nhưng mà lại không thấy rớt ra con tằm nào nữa ha. Căng thẳng thế nhỉ.
kế. Mình phép được không rớt con tầm mà luôn anh em ạ. Oh, để chỗ ấy nó nó tự nhiên đi. Chúng ta sẽ đi thẳng bên này, chúng ta sẽ có fishing rod, một cái nhiệm vụ. Fishing rod, một hai ba, fishing rod, ngon. Chúng ta sẽ relax một chút với câu cá. Cái này thì vẫn là cơ bản trong Minecraft bình thường thôi anh em ạ. Chúng ta sẽ có những cái vũng nước để chúng ta câu và để xem là loại cá ở trong này nó có phong phú hay không, hay là nó là những con cá của Minecraft cơ bản. Thực ra câu ở dưới kia tốt hơn kìa, câu trên này có vẻ hơi khó đấy. À đây có cá, có cá. Không được à? Câu bên dưới này này. Tới chút tôi sẽ làm cái giường ngủ anh em ạ. Ồ, có một cái lá ở bên ngoài nó bị rụng. Nó bị tự rụng mất rồi. Ngon, có hai con tầm rồi. Và chơi Skyblock là được cái ngắm bình minh đẹp anh em. Qua ngắm bình minh, à quên, lại bình minh hoàng hôn chứ. Đẹp quá anh em ạ. Giờ trời mưa. Đây à. Chúng ta sẽ tích nước luôn đây ạ, tranh thủ trời mưa. Chúng ta sẽ có cái water tank này, cái này để chúng ta chứa nước. Một trên 8.000. Tôi thử thêm cái nữa xem nó có barrel cái nào sẽ chứa nước tốt hơn. Cái này 501, sao nó lại 01 nhỉ? Còn cái này chúng ta sẽ có hai cái ha, wooden water tank và barrel. Bên này thì chúng ta có thể thấy là nó cập nhật lượng nước rất là tốt này. Còn bên này nó sẽ lâu lâu nó mới cho thêm một ít. Tôi sẽ làm thêm một cái barrel nữa. Có vẻ barrel chúng ta tin tưởng được hơn đấy. Tranh thủ trời mưa để lấy nước anh em ạ. Có thể sau này chúng ta sẽ cần nước. Ở đây thì chúng ta có một nước rồi ha. Là tôi cứ làm dư dư ra một chút. Đó, còn bây giờ chúng ta sẽ làm cái giường như Minecraft Vanilla cơ bản thôi. Được. Đó, chúng ta có nhà đàng hoàng và đây ngủ nghỉ các thứ. Điều sách. Để tôi xem có cái nút sort inventory. Inventory sorting, trùng cái nút nào? Tôi quen dùng nút tab anh ạ, list player. Ồ, thêm con tầm nữa này, ngon. Càng nhiều tầm chúng ta sẽ dùng sẽ làm chỉ càng nhanh anh em ạ. Những cái cây này chưa lớn luôn. Chúng ta sẽ xem bao lâu nó tự động nó mọc lên cây mới ha. Ồ, được thùng nước rồi này.
Nếu bên này thêm một thùng nữa đẹp. Đấy, chúng ta có thể đi ngủ. Bên này thì nước hơi lâu. À, khoan đã. Bên này là được những 2.000, tức là 2 xô luôn đấy anh em ạ. Một cái thùng này có thể chứa được 8 xô luôn. Được quá nhỉ. Chứa 8 xô nước. Wow. Được cái chứ. Rồi. Làm giấc ngủ. Ok, trời sáng mà có lẽ cũng tạnh mưa. Cảm giác đập một tay nhanh hơn này. Ok, và tập hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây thôi anh em ạ. Ta bắt đầu Minecraft với những cái bước đi cơ bản nhất, từ chế tạo tinh cơ, lấy chỉ để bắt đầu làm quen với cái cơ bản của bản mốt này thôi. Hẹn gặp lại các anh em ở tập tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ với những cái kế hoạch dựa theo nhiệm vụ mà chúng ta có ở đây ha. Ok, cảm ơn các anh em đã xem đến đây. Nói như livestream luôn. Hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Bye bye.